Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 đã lây lan ở nhiều quốc gia trên thế giới. Số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 vẫn không ngừng tăng lên. Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đang nỗ lực tìm cách chống lại loại virus nguy hiểm này. Dưới đây là những thông tin về những nghiên cứu khoa học trên thế giới nhằm chống lại sự lây lan của COVID-19. Nga thử nghiệm vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Giới chức Nga thông báo bắt đầu thử nghiệm các mẫu vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây nên dịch COVID-19. Các mẫu này sẽ được các nhà khoa học thử nghiệm trên động vật thí nghiệm nhạy cảm, bao gồm các loài linh trưởng bậc thấp là loài khỉ lùn. Dựa trên kết quả thử nghiệm, các nhà khoa học sẽ xác định các nguyên mẫu an toàn và hứa hẹn nhất. Thành phần, liều lượng, cách dùng vaccine tương lai sẽ được xác định. Các nhà khoa học hy vọng vaccine sẽ có thể đưa vào ứng dụng trong quý 4 năm 2020. bị phát triển kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2. Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Fremis công bố đã phát hiện một loại kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2. Theo phòng thí nghiệm, các kết quả mới đây chỉ ra rằng kháng thể có khả năng ngăn virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người. Ngoài ra, kháng thể này cũng có thể được sản xuất trên quy mô lớn bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất phổ biến trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học. Không giống như vaccine, kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay lập tức, mặc dù thời gian hiệu quả là ngắn hơn. Ưu điểm của phương pháp này so với vaccine là bệnh nhân không cần phải tự sản xuất kháng thể. Nhân viên y tế hoặc những người có nguy cơ tiếp xúc với virus cũng có thể được hưởng lợi từ sự bảo vệ nhanh chóng này. Đèn cực tím, vũ khí tiêu diệt virus SARS-CoV-2 Đèn cực tím đang trở thành công nghệ mới được sử dụng như một vũ khí tiêu diệt mầm bóng virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục. Giống với nhiều công ty khác phải chịu áp lực thực hiện các biện pháp phòng ngừa virus nghiêm ngặt, Công ty vận tải công cộng Thượng Hải Iagao đã chuyển đổi một phòng làm sạch xe buýt thông thường thành phòng diệt khuẩn xe buýt bằng đèn cực tím, giúp rút ngắn quy trình làm sạch còn 5 phút thay vì 40 phút như trước đây. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đèn cực tím không nên được sử dụng để khử trùng tay hoặc các vùng da khác trên cơ thể con người vì tiết cực tím có thể gây kích ứng da. Ông Quyên Jin đảm bảo các phòng khử trùng hoàn toàn được đóng kín và do nhân viên đứng bên ngoài vận hành. Các chuyên gia y tế cho rằng đèn cực tím không phải là biện pháp khử trùng điển hình tại nơi công cộng, song đây là biện pháp có hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Khí hậu nóng ẩm khiến virus SARS-CoV-2 khó lây lan. Khi nhiệt độ trong không khí tăng khoảng 1 độ C, độ ẩm tăng 1%, mức độ lây lan của virus gây dịch COVID-19 sẽ giảm. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của những nhà khoa học tại Đại học Bang Hang, Trung Quốc. Đến nay, châu Phi là khu vực có số ca nhiễm COVID-19 ít nhất trong các châu lục. Chưa có lý giải cụ thể cho số ca nhiễm thấp ở châu Phi, nhưng WHO khẳng định không có chuyện giấu dịch. Để lý giải nguyên nhân về tình trạng này, có một giả thuyết mà các nhà khoa học nêu ra, đó là khí hậu nóng của châu Phi có thể khiến dịch COVID-19 khó lây lan. Nguyên nhân là do ở bên ngoài virus chủng corona có một lớp hiểu nôm na là lớp mỡ bảo vệ các tế bào bên trong. Nếu nhiệt độ cao, thời tiết nóng, lớp vỏ này khô nhanh khiến virus bị vô hiệu hóa. Ngoài ra khí hậu càng ẩm, virus càng khó lây lan bởi mồ hôi và dịch cơ thể thường có ít khả năng bốc hơi ra ngoài môi trường và virus cũng có ít khả năng tồn tại trong thời tiết ẩm. Công ty ở Séc chế tạo loại khẩu trang có khả năng tiêu diệt SARS-CoV-2. Công ty Respilin có trụ sở tại thành phố Pro, Cộng hòa Séc đã phát triển loại khẩu trang chủ động tiêu diệt mầm bệnh bằng sợi nano và oxy đồng sản phẩm kết hợp dệt bằng sợi nano đủ nhỏ để ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh cùng với một lớp hạt nano oxit đồng có khả năng tiêu diệt virus bao gồm cả virus SARS-CoV-2 khi tiếp xúc với chúng. Repellent đã phối hợp với một đối tác Israel phát triển các hạt nano oxit đồng để sản xuất loại khẩu trang trên. Giám đốc công ty Repellent, Roman Gima cho biết, nhờ sự kết hợp giữa các sợi nano với oxit đồng, loại khẩu trang này có khả năng bảo vệ người dùng chống SARS-CoV-2 một cách hiệu quả, Sản phẩm có thể được cung cấp cho công chúng, cùng với các tổ chức chính phủ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở máy sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.